Trump dẫn trước bà Harris trong bỏ phiếu sớm ở các bang chiến trường. Bang Georgia bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ. Người nổi tiếng tác động tới cử tri Mỹ ra sao? Ông Trump dẫn trước bà Harris trong bỏ phiếu sớm ở các bang chiến trường. Theo kết quả khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Mỹ thuộc Đại học Harvard và Công ty Nghiên cứu Phân tích Harris công bố ngày 14 tháng 10 cho thấy 48% cử tri đi bỏ phiếu sớm ở các bang chiến trường bầu cho ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump, trong khi 47% lựa chọn ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris. 5% số người được hỏi cho biết họ có lựa chọn khác hoặc chưa đưa ra quyết định. Đây là một tín hiệu đầy hứa hẹn cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa ông Donald Trump. Trong số toàn bộ cử tri ở 7 bang chiến trường, ông Trump dẫn trước bà Harris 2 điểm phần trăm, lần lượt là 48% và 46%. Tuy nhiên, bà Harris dẫn trước ông Trump 8 điểm phần trăm trong nhóm cử tri bỏ phiếu sớm trên toàn quốc với 51% và 43%. 45% cử tri trên toàn quốc cho biết họ sẽ bỏ phiếu sớm và 50% chọn bỏ phiếu đúng ngày bầu cử. Các bang chiến trường sẽ đóng vai trò quyết định người chiến thắng trong bầu cử năm nay. Hai ứng viên đang trong giai đoạn nước rút, cuộc đua cực kỳ gay cấn. Các cuộc khảo sát cho thấy họ bám đuổi suýt sao tại Michigan, Wisconsin, Arizona, Pennsylvania và những nơi khác. Kết quả tổng hợp các cuộc thăm dò do The Hill Decision Desk thực hiện cho thấy Phó Tổng thống dẫn trước đối thủ 3 điểm phần trăm với tỷ lệ lần lượt là 50% và 47%. Tuy nhiên, cuộc thăm dò của Đại học Harvard cho thấy cuộc đua thậm chí còn suýt sao hơn khi bà Harris chỉ dẫn trước ông Trump 1 điểm phần trăm ở nhóm cử tri đã đăng ký. Khảo sát của Harvard và Harris được tiến hành vào ngày 11 tới 13 tháng 10 với 3.145 cử tri đã đăng ký. Việc bỏ phiếu sớm đang diễn ra ở hầu hết các bang của Mỹ. Theo các nhà phân tích, ông Trump và bà Harris khó giành đủ 270 phiếu đại cử tri nếu không thắng ở Pennsylvania, một trong 7 bang chiến trường của cuộc bầu cử năm nay. Hai bên đang tổ chức nhiều cuộc vận động tranh cử ở các bang chiến trường để thu hút sự ủng hộ của những cử tri còn do dự. Ông Trump tập trung chỉ trích bà Harris về các chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden, trong khi Phó Tổng thống nói ứng cử viên của Đảng Cộng hòa là một lựa chọn mạo hiểm, chỉ quan tâm đến việc gieo rắc nỗi sợ thay vì giải quyết vấn đề. Cử tri bang Georgia đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục. Bang Georgia ngày 15 tháng 10 đã bắt đầu bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay. Đây là một trong số 7 bang chiến trường có thể quyết định cục diện bầu cử. Bầu cử sớm ở Georgia diễn ra từ ngày 15 tháng 10 tới ngày 1 tháng 11. Theo ghi nhận, tuy chưa hết ngày bỏ phiếu đầu tiên, nhưng Georgia đã có lượng cử tri bỏ phiếu trực tiếp cao kỷ lục hơn 200.000 người. Tháng trước, cử tri ở 3 bang gồm Virginia, Minnesota, South Dakota đã bắt đầu tiến hành bỏ phiếu trực tiếp trong cuộc bầu cử tổng thống. Sau Georgia, bang North Carolina cũng bỏ phiếu sớm kéo dài từ 17 tháng 10 tới 2 tháng 11. Dù ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump thường xuyên hoài nghi về cuộc bỏ phiếu sớm trước đây, nhưng Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã chấp nhận khái niệm này trong năm nay như một cách quan trọng để thu thập phiếu bầu, vì thời tiết và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử 5 tháng 11. Đảng Dân chủ Mỹ đã tận dụng các lựa chọn bỏ phiếu sớm trong các cuộc bầu cử gần đây, thu về hàng triệu phiếu bầu trong quá trình này. Theo thống kê, 3 tuần trước ngày bầu cử, hơn 5 triệu cử tri ở Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm. Con số này tương đương 3% tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2020. Virginia là bang bỏ phiếu sớm đầu tiên với hơn 708.000 phiếu. Theo dữ liệu, Đảng Dân chủ dẫn trước Đảng Cộng hòa về tổng số phiếu bầu ở các bang quan trọng là Pennsylvania và North Carolina. 7 bang được coi là chiến trường trong cuộc bầu cử năm nay gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nevada, Arizona, Georgia và North Carolina. Chỉ có 4 trong số 7 bang quan trọng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đăng ký cử tri theo đảng, bao gồm Arizona, Nevada, North Carolina và Pennsylvania. Theo Hiến pháp, công dân Mỹ từ đủ 18 tuổi trở lên đều có thể tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, trong các kỳ bầu cử, luôn có một bộ phận lớn người dân không muốn đi bỏ phiếu do không quan tâm tới chính trị hay đơn giản là không thích các ứng cử viên. Trên thực tế, bầu cử Tổng thống Mỹ được tiến hành song song với bầu cử Quốc hội để chọn ra các nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện. Cử tri Mỹ không trực tiếp bầu ra Tổng thống, mà họ dùng phiếu phổ thông để quyết định đến lá phiếu của đại cử tri trong bang. Các đại cử tri này sau đó mới bầu ra Tổng thống dựa trên kết quả phổ thông đầu phiếu tại các bang mà cử tri đó đại diện. Ngoài ra, tùy theo yêu cầu của từng bang mà trên lá phiếu của cử tri sẽ còn những câu hỏi khác như bầu thống đốc bang, bầu cơ quan lập pháp và các chức vụ dân cử của bang hay trưng cầu dân ý về một số vấn đề được đưa ra.
người nổi tiếng tác động tới cử tri Mỹ ra sao. Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, người Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu ra nhà lãnh đạo đất nước trong 4 năm tiếp theo. Ở thời điểm nước rút này, cả Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều đang đẩy mạnh cuộc đua để giành được sự ủng hộ của những người nổi tiếng. Dù vậy, ảnh hưởng thực sự của những người nổi tiếng, kể cả những ngôi sao hàng đầu như Taylor Swift hay ông trùm truyền thông như Elon Musk lên kết quả bầu cử, vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải. Tiếp nối xu thế nhiều năm trở lại đây, trước thềm cuộc bầu cử năm 2024, Đảng Dân Chủ nhìn chung có sự ủng hộ của nhiều ứng cử viên tiếng tăm hơn so với phe của Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là trong giới nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng với giới trẻ. Trong số đó phải kể đến Taylor Swift, ảnh hưởng của Taylor Swift lên mạng xã hội nói riêng và chính trị nói chung là điều không thể chối cãi. Có thể nói ngôi sao nhạc pop là cái tên đáng chú ý hàng đầu trong số những người nổi tiếng công khai ủng hộ một ứng cử viên trong cuộc bầu cử năm nay. Cùng với Taylor Swift, Đảng Dân Chủ còn có sự ủng hộ của Cardi B, ca sĩ nhạc rap, Oprah Winfrey, nữ hoàng truyền hình Mỹ. Trong khi đó, đội ngũ những người nổi tiếng ủng hộ ông Trump có nhiều người đại diện cho vẻ nam tính truyền thống của nước Mỹ như các võ sĩ, lãnh đạo công ty võ thuật hay các tài tử trong các bộ phim siêu anh hùng. Điều này phù hợp với định hướng của ông Trump vốn nhằm vào nhóm cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động. Nổi bật nhất trong số những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa chính là Elon Musk. Khác với Taylor Swift chỉ có quyền lực mềm, Musk tích cực vận động chính trị và có cả quyền lực cứng, đó là năng lực về tài chính. Ủy ban hành động chính trị American PAC của Musk chi khoảng 80 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump. Những người phản đối Musk cũng cáo buộc vì tỷ phú này cho phép các thông tin sai lệch và các thuyết âm mưu có cơ hội lan rộng trên mạng xã hội X do ông kiểm soát. Trong các bài đăng từ tài khoản cá nhân, ông Musk cũng ca ngợi ông Trump và chỉ trích bà Harris. Bên cạnh Elon Musk, Đảng Cộng Hòa còn nhận được sự ủng hộ của Dana White, Hulk Hogan, cựu luật sĩ đấu vật và nam diễn viên Zachary Levi. Việc những người nổi tiếng bày tỏ quan điểm sẽ đem lại tác động tới cuộc bầu cử, đây là điều không phải tranh cãi. Dù vậy, tác động của những ngôi sao đến đâu thì lại là câu hỏi chưa có kết quả rõ ràng. Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard, có bằng chứng rõ ràng cho thấy tiếng nói của những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng đối với số lượng người Mỹ đi bầu. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Đại học Miami và Đại học bang California tại Long Beach chỉ ra sự ủng hộ của những người nổi tiếng thường chỉ có tác dụng trong các cuộc bầu cử sơ bộ, khi cử tri phải lựa chọn giữa những ứng cử viên gần tương đồng. Trong tổng tuyển cử, đảng phái mới là nhân tố quyết định. New York Times chỉ ra rằng, hồi năm 2016, bà Hillary Clinton nhận được sự ủng hộ của Beyoncé, Jay-Z, LeBron James, Kendall Jenner, George Clooney và nhiều người khác, nhưng bà vẫn thất bại. Bất chấp làn sóng hào hứng ban đầu, các chuyên gia nhận định khó có thể xác định chính xác tác động của Taylor Swift tới cuộc bầu cử năm nay. Khó có thể xác định trong số hơn 400.000 người truy cập vào website vote.org bao nhiêu phần trăm là cử tri mới và bao nhiêu phần trăm sẽ thực sự đi bầu. Tương tự, trang tin New Statement nhận định ảnh hưởng lớn nhất của Elon Musk là nguồn tài chính, chứ không phải những bài đăng trên mạng xã hội, do uy tín của ông lẫn ảnh hưởng của X đều đã sụt giảm. Ông Trump sẽ mạnh tay áp thuế nhập khẩu nếu đắc cử. Trong một cuộc trao đổi với truyền thông mới đây, ứng viên Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump cho biết thuế quan là từ ông thích nhất vì sẽ áp thuế lên mọi hàng hóa nhập khẩu nếu đắc cử vào tháng tới. Cựu Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh lời hứa đánh thuế với tất cả hàng nhập khẩu để thúc đẩy sản xuất trong nước. Ông Trump đã nhận được những câu hỏi về các tác động tiềm tàng của thuế quan. Và trong chương trình nghị sự của mình, ông Trump đang đề xuất mức thuế chung ít nhất 10% với tất cả hàng hóa nhập khẩu, trong khi với một số mặt hàng từ Trung Quốc, con số này có thể cao tới 60%. Ông Trump tập trung vào ngành công nghiệp ô tô, tuyên bố rằng thuế quan sẽ khuyến khích các nhà sản xuất ô tô xây dựng nhà máy tại Mỹ, một nhận định mà một số nhà kinh tế bày tỏ hoài nghi. Ông Trump cho rằng thuế quan càng cao thì khả năng các công ty đến Mỹ và xây dựng nhà máy càng cao, từ đó sẽ đem lại thu nhập và sẽ làm tăng cơ hội việc làm cho người Mỹ. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng những đề xuất chính sách của ông Trump như tăng thuế với hàng nhập khẩu, trục xuất hàng triệu lao động nhập cư và can thiệp vào hoạt động của Cục Dự trữ Liên bang Fed nhiều khả năng sẽ đẩy giá cả tăng vọt. Chúng không những không xóa bỏ được lạm phát ở Mỹ mà còn có thể khiến tình hình tồi tệ thêm. Viện Peterson về Kinh tế Quốc tế tháng trước dự báo, nếu ông Trump tái đắc cử, các chính sách của ông Trump sẽ đẩy hàng hóa tiêu dùng tăng mạnh trong 2 năm tiếp theo. Các nhà phân tích kết luận, thay vì giảm về mức 1,9% trong năm 2026, lạm phát có thể sẽ nhảy vọt lên tới 9,3% nếu ông Trump thực hiện các đề xuất này. Trong nhiệm kỳ 2017-2021, ông Trump đã khởi xướng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, áp thuế với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ nước này. Ông tăng thuế với thép và nhôm nhập khẩu, máy giặt, pin năng lượng mặt trời. Cựu tổng thống ấp ủ kế hoạch lớn hơn cho nhiệm kỳ thứ hai,
áp thuế suất 60% với toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc và thuế suất chung khoảng 10-20% hàng hóa nhập khẩu từ các nước khác tới Mỹ. Ông Trump cũng nhấn mạnh chính sách này sẽ buộc các đối tác nước ngoài phải hứng chịu gánh nặng thuế thay vì người tiêu dùng. Tuy nhiên, các nhà kinh tế lại đưa ra những nhận định ngược lại. Theo đó, các nhà nhập khẩu tại Mỹ sẽ phải trả khoản thuế tăng thêm, sau đó chuyển phần chi phí này sang người tiêu dùng bằng cách nâng giá bán. Và cuối cùng sẽ là người dân Mỹ mới là bên chịu thuế. Nhà nghiên cứu Kimberly Glossy và Marie Lavrie của Viện Peterson ước tính, việc ông Trump áp thuế suất 60% với hàng hóa Trung Quốc và 20% với mọi sản phẩm khác vào Mỹ sẽ khiến mỗi hộ gia đình nước này mất thêm $2,600 mỗi năm.